Xin chào cả nhà, hôm nay là chủ nhật, hiện tại đang là buổi trưa, thời tiết là 11 độ C, rất là mát mẻ và dễ chịu. Canada đã trải qua một tháng giãn cách xã hội để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Hiện tại thì ở tỉnh bang mình ở, đang được mọi người được khuyến cáo thực hiện giãn cách xã hội đến hết tháng 5 và sau đó sẽ có thông báo mới tùy theo tình hình thực tế lúc bây giờ. Hôm nay mình sẽ đi metro. Đây là siêu thị gần nhà, cách khoảng hơn 300 m. Mình sẽ đi bộ để cùng mọi người ngắm đường xá trong thời gian này như thế nào. Bên tay phải mình là một nhà hàng của người Việt Nam, và bên kia ngã tư cũng là một nhà hàng nữa của người Việt Nam. Ở đây chúng ta bắt gặp hai chiếc xe bus sẽ chạy cùng lúc. Các bạn có thể thấy để thực hiện giãn cách xã hội thì hai chiếc xe sẽ chạy cùng lúc nhằm hạn chế số người trên một xe không quá 15 người. Và mọi người khi đi xe cũng sẽ miễn phí, tránh trường hợp tiếp xúc với tài xế trong quá trình thanh toán tiền. Và hành khách chỉ lên và xuống ở cửa phía sau. Phía trước thì chiếc xe bus có chỗ để xe đạp cho những người đi xe đạp có thể để xe lên đó. Mình rẽ trái để đi tới siêu thị. Đây các bạn có thể thấy trước mặt mình là siêu thị Metro. Không biết hôm nay có phải xếp hàng hay không. Mỗi khi thì mình sẽ mất khoảng 10 đến 15 phút để xếp hàng thực hiện giãn cách xã hội. Khi một người ở trong ra thì sẽ một người ở ngoài được vào, nhằm hạn chế số lượng người quá đông ở trong siêu thị. Hôm nay khá là vắng vẻ, mình sẽ vào luôn, không phải xếp hàng nữa. Mình sẽ đi mua dâu tây trước. Mình sẽ xem hiện tại giá dâu tây là 2.99 đồng một hộp, 1 pound. Giá hôm nay cao hơn mọi khi. Mọi khi mình mua giá là 4 đồng cho 2 hộp này. Ok, mình sẽ lấy một hộp 1 pound 2.99 đồng, tương đương khoảng 50.000 Việt Nam đồng một hộp, nửa ký dâu. Mình sẽ mua thêm nho. Giá của nho cũng là 2.99 đồng một bao. Mỗi người mua sẽ lựa túi dâu ưng ý và đem ra ngoài quầy tính tiền. Họ sẽ cân và nhân với đơn giá cho mình. Đây là khu vực trái cây đã cắt sẵn. Có dưa hấu, dưa lưới, xoài. Mình cho các bạn xem dưa lưới. Nửa trái dưa lưới giá là 1.99 đồng. Mình sẽ mua chuối. Giá của chuối là 69 đồng một pound. Là tính ra tiền Việt Nam thì khoảng 11-12.000 nửa ký. Mình sẽ chọn hai nải chuối. Chuối cũng vậy, mình đem ra quầy tính tiền thì họ sẽ cân lên và thành tiền cho mình. Sau đó mình sẽ đi mua quýt. Đây, giá của nó là 3.99 đồng một túi như thế này. Một túi như thế này là 2 bao khoảng 1 ký. Tính ra tiền Việt Nam khoảng tầm 70.000 một ký. Các bạn có thể thấy để thực hiện giãn cách xã hội thì siêu thị họ đặt những cái vạch sơn màu đỏ ở dưới sàn. Khi mà mọi người đứng xếp hàng để tính tiền thì giữ khoảng cách với nhau như vậy. Bây giờ mình sẽ đi mua kem cho Emmy. Do đây là trong thời gian dịch bệnh cho nên mình chỉ tranh thủ đi mua đồ và về luôn, không có xem nhiều nơi và không ở lại lâu. Cho nên không có chia sẻ được với các bạn giá cả của nhiều mặt hàng khác.
mình sẽ cố gắng thực hiện trong các clip sau khi đi mua các nhu yếu phẩm cho gia đình. Bây giờ mình sẽ lấy hai hộp kem cho em My, sau đó mình sẽ ra ngồi tính tiền và chúng ta sẽ xem với một buổi đi chợ nhanh như vậy thì mình phải tốn bao nhiêu tiền. Đây là giỏ đồ của mình với hai hộp kem, dâu, nho, chuối và quýt. Đây là bill tính tiền của siêu thị, mình phải tốn 20 đô la 60 sen cho buổi đi chợ ngày hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi.